Hôm nay thì Quang Béo mang tới cho quý anh chị một em Volkswagen Teramin sản xuất 2021, rẻ hơn xe mới khoảng đâu đó là gần 1 tỷ bạc nha quý anh chị. Không tới 700 triệu đâu là có thể mang được em xe này về tới gia đình của mình. Nếu như mà để nói so với cái xe này thì cái cục máy này nó hơi kiểu bị nhỏ một chút xíu ha, nhưng mà máy i4 2.0 mà đặt ở trên những cái xe khác thì nó sẽ vừa vặn, nhưng mà trên cái xe này thì nó quá to đi. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của em Quang Béo. Quang Béo chuyên mua bán tất cả các dòng loại xe lướt đã quay trở lại với quý anh chị đây. Hôm nay thì Quang Béo mang tới cho quý anh chị một em xe rất là đặc biệt, đến từ một thương hiệu nước Đức, Volkswagen Teramin sản xuất 2021, giá chỉ có 1 tỷ 6 XX, thì chúng ta sẽ bật mí ở cuối video ha. Rẻ hơn xe mới khoảng đâu đó là gần 1 tỷ bạc nha quý anh chị. Chỉ cần đưa trước cho em Quang khoảng loanh quanh 700 triệu ha, 700 triệu. Không tới 700 triệu đâu là có thể mang được em xe này về tới gia đình của mình. Thì bằng cách nào xem tới cuối video với em Quang nha. Và chúng ta cùng đi thôi. Let's go. Đây quý anh chị ơi, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, Volkswagen Teramin 2021. Giá chỉ hơn 1 tỷ 6 thôi. Rẻ hơn xe mới khoảng gần 1 tỷ nha quý anh chị. Màu xám bạc rất là đẹp. Đấy. Và cái màu xám này trong giấy tờ mình sẽ ghi là màu ghi xám ha. Thì quý anh chị nào mà muốn lên màu xám xi măng mình cũng lên rất là dễ dàng ha. Không cần phải đi đăng ký lại cà vẹt mới, miễn là màu xám là được nha quý anh chị. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết em xe này cho quý anh chị xem ha. Đầu tiên đây quý anh chị nhìn cái phần mặt ga lăng đây, khá là đẹp ha. Em quay này không biết là ở trong video như thế nào, nhưng mà ở ngoài á quý anh chị, ở ngoài nhìn cái xe nó rất là to nha, bề ngang nó rất là bự luôn, kể cả bề dài chiều dài của nó cũng rất là rộng nha quý anh chị. Đây viền chrome nè, ấy logo nè, đẹp chưa quý anh chị. Có radar như là nằm ở trong cái đây luôn hay sao, em quan nhớ mang máy là như vậy. Đèn là đèn bi Rosetta ha, có hai dãy đèn Demi nè. Đấy, đèn halogen, đèn rẻ vẫn còn đèn halogen đúng không, đây nằm trong đó ha. Đó, cảm biến trước sau. Cái này thì nói chung là đối với một cái xe mà đời 2021 mà giá khoảng loanh quanh 2 tỷ rưỡi như vậy mà vẫn chưa có cam 360 thì là một trong những cái điểm trừ nó khá là lớn so với là các đối thủ như là Ford Explorer. Hình như em quan nhớ không lầm là Ford Explorer là nó có cam 360 rồi thì phải. Quý anh chị nào biết cho em xin phần bình luận ha. Xe thì ba đợt sóc liền lạc hết nè. Đây, bảo đảm sơn zin cho quý anh chị ha. 99.99%. Mâm đây, rất là đẹp. Mâm thì là mâm đúc nguyên khối nè, màu xám nè. Lớp Michelin, thông số kích thước lớp là 255/50R20 ha. Rồi, đây lớp còn rất là mới. Odo 7 vạn, để mình xem coi lớp này đã thay chưa. Lớp này khả năng là thay rồi, đây đúng rồi quý anh chị, 35 tầng thứ 35 năm 2023. Đấy. Thay lớp rồi ha. Đấy quý anh chị thấy chưa, lớp này cũng vừa mới thay thôi, vừa mới thay cuối năm ngoái. Tầng thứ bao nhiêu đó, năm 2023 đó. Quá đẹp. Bốn cái lớp này mua về là không cần phải làm gì nữa. Nói chung chạy 7 vạn, xe Odo 7 vạn nha, có sao nói vậy. Đây. Bản này chúng ta chỉ có một phiên bản một thôi. Đấy. Đây là chúng ta sẽ có gương gặp chỉnh điện nè, có tích hợp xi nhan báo rẽ nè. Đấy, rồi ở đây thì chúng ta sẽ có một cái phần đèn xi nhan ngay đây. Đấy, để báo cho chúng ta biết ha. À, một cái phần mở rộng góc nhìn nè. Trên đây thì có giá nóc ha, có dán phim, có viền rơm cửa sổ nè. Tay nắm cửa thì có nút bấm mở khóa cửa dạng cảm ứng nè. Ô oh. À em quay đang bỏ chìa khóa ở trong túi quần ha, nó sẽ tự lóc cửa luôn, nó tự lóc cửa nè. Đấy, nó tự mở nè, hay chưa. Và có cả cửa hít luôn, đây cho quý anh chị xem. Bây giờ em sẽ khóa nha, đây tự khóa lại nè, rồi lóc cửa rồi đó quý anh chị. Rồi bây giờ em quay chỉ cần đứng kế bên nè, không cần mở nha. Đây quý chị thấy chưa, em Quang chỉ chạm tay vào hoặc là nó biết là em Quang đang chuẩn bị mở cửa. Trong này chắc nó có cảm ứng luôn hay gì á. Xịn, quá xịn. À, chắc là nhờ Quân ơi. Quân ơi, anh nhờ chút xíu. À, bây giờ anh bấm khóa lại nha. Anh bấm khóa nè. Rồi, để em Quang đứng lùi ra một chút xíu nha. Ủa từ từ. Chưa khóa, khóa là sẽ tự gặp gương. Khóa rồi. Không, nó phải gặp gương lại. Rồi ta đã khóa rồi đúng không? Chưa từ từ. Rồi. Ủa sao bên kia gặp gương ta?
sao nãy nó có gặp gương ta? Nó có auto gặp gương á. Đây từ từ. Hình như là phải bấm bên đây. Bấm bên đây thì nó mới. Đó, auto gặp gương luôn. Phải bấm khóa bên tài thì nó mới có auto gặp gương nha. Và cửa hít nữa. Đây, cho quý anh chị xem cửa hít. Đó, cửa nó tự hít vào luôn. Xịn chưa? Quá đã ha. Rồi, xe này nhìn bề ngang thì em quay nó thật chứ quý anh chị nha. Đẹp. Bự. Vừa dài, vừa rộng mà vừa bự nữa. Nhìn nó rất là bự. Quý chị đang nhìn thấy nó khá là giống con Volvo XC60 đúng không? Nhưng mà không đâu, ở ngoài đời quý chị nhìn nó phải ngang ngửa, bự hơn cả 90 nha quý chị. Bự hơn cả XC90 luôn đấy. Đẹp quá trời đẹp luôn. Lớp trước lớp sau là bằng nhau, 255/50R20 hết. Lớp Michelin 4 lớp đã thay rồi. Ở đằng sau thì có hơi xước nhẹ mâm một chút xíu. Cái này quý anh chị nào mà muốn thì em quan sẽ xử lý lại cho quý anh chị được ha, nên quý anh chị cứ yên tâm ha. Cái đó mình chỉ có sơn lại thôi. Đơn giản mà. Rồi, đây phần đằng sau đây. Đúng là vẫn là thiết kế của Volkswagen ha. Nhìn cái là nhìn phát là ra luôn Volkswagen. Xưa giờ Volkswagen có một kiểu một, đúng một cái kiểu một như vậy thôi. Đấy, đơn giản như vậy. Rồi cảm biến lùi, cam lùi đầy đủ hết nha quý anh chị. Đấy, quá đẹp. Theremin. Đèn. Dán phim 3M. Đấy, đẹp chưa quý anh chị? Cái phần lipo cũng khá là đẹp luôn. Đấy, bây giờ qua sẽ mở cốp cho quý anh chị xem ha. Rồi ngay chỗ Quang đang đứng quay thì sẽ hơi ồn một chút xíu, quý anh chị thông cảm nha. Ngay chỗ này thì gần sân bay, nhiều khi máy bay bay ngang qua hơi ồn. Rồi đây 7 chỗ, rộng rãi, rộng chưa? Hai cái ghế sau hình như là chỉnh điện không Quân? Hai ghế sau chỉnh điện không? Cơ à? À kéo cơ nha quý anh chị, kéo cơ ha. Nhưng mà bây giờ kéo lên sẽ bị dướng hai cái đồ tựa lưng này, nên là chắc Quang sẽ không kéo ha. Rồi để xem bên dưới đây. Có bánh sơ cua à? Bánh sơ cua bánh sơ cua nằm dưới hả? Bỏ ra để rửa thôi. À bỏ ra để rửa rồi hả? Bánh sơ cua hiện tại là gỡ ra để rửa nha quý anh chị. Nhưng mà hạ chưa Quân? À. Rồi cái bánh sơ cua đó thì nếu như mà có hình ảnh thì Quang sẽ cập nhật sau cho quý anh chị ha. Anh nghĩ là chưa hạ đâu, tại vì bộ đồ nghề nó vẫn còn đường chỉ đây nè. Chưa mất sơn luôn nè, bộ đồ nghề. Còn đẹp lắm nè, còn đường chỉ xanh nè. Quá đẹp luôn quý anh chị. Rồi làm thủ tục một xíu quay ốc cho quý anh chị xem ha. Đây ốc. Quý anh chị cứ yên tâm ha. Xe quý anh chị mua thì hôm nay sẽ tặng cho quý anh chị gói detailing spa 4 món nội thất, ngoại thất, gầm, mái. Mua về quý anh chị đổ nhiên liệu và là chạy thôi, chứ hôm nay không có bán cái xe mọc cho quý anh chị ha. Mình đã đi mua một cái xe ở showroom, đặc biệt là đối với showroom của Quang Béo thì quý anh chị cứ yên tâm. Em Quang bán xe ra cho quý anh chị là như một em xe mới. Một em xe mới lấy trong hãng ra, nhiều khi còn mới hơn cả xe hãng. Xe hãng thì không ai đi, không? Thì nhiều khi đậu ngoài bụi. Còn em Quang thì bán xe cho quý anh chị là bao sạch, không một hạt bụi. Dọn dẹp sạch sẽ cho quý anh chị luôn. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển qua bên đây để vào bên trong khoang nội thất xe ha. Sorry anh chị ha, vừa rồi mới có xe ra nên là hơi bị cắt ngang xíu đó. Có luôn cả auto gặp gương và test luôn cho quý anh chị xem là cái khóa đó là auto lock sẽ có gặp gương ha. Rồi bây giờ hiện tại thì em Quang sẽ vào bên trong nội thất cho quý anh chị xem. Đây, nội thất bên trong đây. Cái xe này thì theo như em Quang được biết một chút xíu là không biết là hãng người ta sử dụng da gì, nhưng mà nó rất là bền nha quý anh chị. 7 vậy nhưng mà còn rất là đẹp. Da tổng hợp đúng không? Da tổng hợp nha quý anh chị. Những cái lỗ thoáng khí nè, ngồi rất là mát nè. Ghế thì gập bằng ha. Gập bằng để một tấm nệm lên đi picnic cắm trại rồi rất là ok. Đây test cho quý anh chị xem. À đâu, phải gập bằng là phải giật ở dưới đây đúng không? Đây, gập bằng nha quý anh chị. Đấy, rộng rãi, thoải mái. Và đặc biệt đối với cái xe này nữa thì không còn gì phải nói rồi. Bỏ tấm nệm lên đi picnic cắm trại nè. Gầm cao nè, bao quý anh chị đi picnic luôn. Đã. Rồi, phần đằng sau thì đã được chủ người ta trang bị sàn 5D nè, cửa gió dàn lạnh nè. Đó, đầy đủ hết ha, bản này là bản 2 cầu nha. Chỉ có một bản duy nhất về Việt Nam thôi. Đúng, một bản duy nhất thôi nha quý anh chị. Cửa sổ trời panorama toàn cảnh này. Túi khí thì bao nhiêu túi? Ông Quang đang đếm sơ sơ là có khoảng 6 cái túi khí. 6 cái túi khí không biết đầu gói có hay không.
thì chúng tôi sẽ test sau. Nhưng mà khả năng là nếu mà để so với những trên con xe này thì chắc túi khí lại bự nha quý anh chị. Em quan nghĩ là như vậy. Rồi, đây, ốc cửa thì mình phải di chuyển lên trên ghế trên thì mình mới xem được có ốc cửa ha. À, một cái nữa rất là hay đó chính là có cả rèm che nắng, nhưng mà người ta làm luôn cả vào khuôn nè. Không có như là những cái xe hàng thì quý anh chị sẽ nhìn thấy nó hơi lòi lên trên, nhưng mà đây quý anh chị nhìn nè. Nó rất là vào khuôn ha, và cái cảm giác nó rất là xịn, nó rất là chắc. Nó rất là nặng quý anh chị, lúc mà mình kéo lên nó rất là nặng nha. Kiểu cảm giác nó bền bỉ á. Rồi. Quân béo đang giật cái ghế lên nha quý anh chị. Cái ghế đó mình sẽ giật lên được để cho người vào trong đằng sau ha. Đây, ở đây chúng ta sẽ có ốc cửa nha quý anh chị. Ốc cửa đây. Đấy. Ốc cửa sau ha, bên phụ. Rồi ốc cửa trước bên phụ. Đây. Sùng chỉ là nguyên zin hết, cam kết cho quý anh chị ha. Ghế bên phụ là ghế chỉnh điện luôn. Quá xịn. Rồi, nội thất bên trong thì mình sẽ qua bên kia cho quý anh chị xem nha. Ba đồ sóc liền hết nè, ba đồ sóc liền hết nha. Mâm bên đây thì khá đẹp nè, hồi nãy quên quay mâm bên đây cho quý anh chị. Đây, mâm sau đẹp ha. Đây quý anh chị, nội thất đây. Này rất là đẹp ha. Chúng ta sẽ có để quay test thử coi. Bốn kính nâng hạ ô tô nha, bốn kính nâng hạ ô tô hết. Đây. Không chạm nha. Ở đây thì có gặp gương ô tô thì không còn gì phải nói rồi ha. Gặp gương chỉnh điện rồi, ô tô đèn. Rồi ở đây đây, nội thất của bộ sàn 5D này thì chạy 7 vạn rồi, cái sàn 5D nó hơi xuống cấp một chút xíu. Có ghi nhớ vị trí ghế lái, ba vị trí nè. Đấy, rồi chỉnh điện nè. Đấy. Xe thì nhắc lại một lần nữa với anh chị là sản xuất 2021 nha. Ốc đây. Bao đẹp cho quý anh chị ha. Ốc trước đây. Chưa bung một con nào luôn. Rất là hiếm khi mà về được một con xe đẹp như vậy. Vô lăng thì thiết kế hơi đê cất một chút xíu ha, có chữ R ở đây nữa, nhìn nó rất là thể thao. Và mọi những cái nút, đây em sẽ vào bên trong cho quý anh chị xem. Những cái nút mà bấm ở trên cái phím nút rảnh tay á, trên vô lăng á, thì nó đều là cảm ứng hết. Nó giống như Volvo vậy á. À, và một cái điểm trừ nhỏ nhỏ, nếu mà quý anh chị mua xe mới á, nó không phải là vô lăng này đâu, nó không phải là vô lăng da đâu nha. Vô lăng nó chỉ là một cái cục nhựa thôi. Đấy. Nhưng mà đây xe quý anh chị mua của em Quang thì đã được chủ người ta lên cái vô lăng da rồi nè. Và nhìn nó rất là thể thao. Ấy cạnh nó rất là thích, giống như kiểu BMW ha quý anh chị. Có lẫy số trên vô lăng nè. Rồi có đèn ba lại ba cái chỉnh đèn luôn nè. Hai quý anh chị thấy pha code đồ này nọ đủ hết nè. Rồi đây bên đây là chỉnh cường gạt mưa ha. Lẫy số ốp tắt gì nè. Thấy có chữ ốp nữa, không biết ốp này là ốp gì. Đấy, rồi, đây, Odo 76.572 cây ha. Đấy, báo đầy đủ hết ha. Rồi, bên đây chúng ta sẽ có cái màn hình có navigation nè, để mình test thử. Navigation. Rồi, không thấy nó báo gì luôn. Cái này thì khả năng là để xem coi nó báo cái gì thì coi bằng cách nào. Cái này thì em quay sẽ mò sau đi. Ha, mò sau nha quý anh chị. À, hình như em quay vừa mới bấm tắt luôn thì phải. Đây menu đây, menu. Về lại ha, để coi có Apple CarPlay Android Auto chưa. Hình như chưa có Apple CarPlay Android Auto luôn. Có assistant gì nè quý anh chị. Em quên mất cách đọc đó rồi. Có language nè. Có tiếng Việt không? Không có tiếng Việt ha. Cái này chắc mình phải Việt hóa thêm. Rồi nói chung là cái bản đồ này thì ở lộn cái phiên bản tiếng Việt tiếng Anh này thì cũng hơi khó sử dụng một chút xíu nên là quý chị thông cảm nha. Em Quang thì không có giỏi tiếng Anh lắm. Có Apple Connect á. À, đây có Apple CarPlay Android Auto nè. Có Mirrorlink luôn nè. À có Apple CarPlay Android Auto nha, đầy đủ hết nha. Rồi thôi, đơn giản là như vậy thôi. Rồi ở đây chúng ta sẽ có phần chỉnh dàn lạnh nè. Có một cái phần sạc pin không dây nho nhỏ trong đây nè, sạc pin không dây nằm trong hốc này ha. Rồi, hai vùng lạnh độc lập, ba vùng lạnh độc lập ở phía sau nữa. Đây, ba vùng lạnh ha, tổng cộng là ba vùng. À, cái cần số khá là đẹp đây, 7 vạn nhưng mà còn rất là đẹp. À, có D, có S, S Sport ha. Nút để startup nằm ở đây, phanh tay điện tử nè, driver mode. Driver mode của chúng ta thì sẽ có đây, mode là nằm ở đây, còn cái này là bốn cái chế độ mình chạy đường địa hình ha. Ở đây thì mình sẽ có driver mode, Sport nè, Custom nè, Eco và Normal nha quý anh chị. Đây. Đấy, rất là nhiều chế độ. Nói chung bản này bản hai cầu nữa nha. Tắt mở cảm biến nữa nè. Rồi ở đây cái xe này bề ngang nó khá là to, nên là cái phần bệ thì tay cũng rất là to ha. Đây quý chị nhìn cái tay quan để lên nè.
còn dư cả một khúc luôn, rất là to quý anh chị, bề ngang bự lắm. Có một cái hộc cũng rất là to. Ở đây cũng có một cái cớp đây nè, một cái cớp cũng khá là to, có nhôm, à xin anh chị, có viền rơm, à, viền nhôm xước nè, rồi à, có gỗ nè, có da nè, đầy đủ chất liệu. Trên đây có một cái chỗ để điện thoại nữa nè. Đây cũng là một trong những cái rất là hay khi mà mình đi, mình bỏ điện thoại nó sẽ không bị rớt, này nó sẽ không bị rớt nha quý anh chị. Đấy, xịn chưa, ok chưa. Những cái điện thoại làm việc của mình để trên đây vừa dễ nhìn mà vừa nhìn đường được, vừa biết là có người gọi, vừa để mình xử lý ha. Đấy. Rồi để xem coi, cái này thì đã bị chủ cũ người ta gỡ cái camera hành trình, người ta đã lấy lại cái camera hành trình rồi ha. Gương chống chói tự động nè. Rồi ở đây chỉnh cửa sổ trời, ở đây mình sẽ mở rèm riêng, đây mở rèm riêng ha, em quay sẽ không mở cửa sổ trời đâu. Nói chung thì quý anh chị thông cảm đi. Ở đây có một cái tấm che nắng nè, này mở đèn trắng, đèn led. Đây cửa sổ trời nó được chủ người ta dán phim cách nhiệt rồi nha quý anh chị. Rồi xe thì đăng kiểm là tới tháng 6 tháng 6 2024 ha, là tới giữa năm nay, tới tháng sau. Rồi bây giờ em quay sẽ mời quý anh chị cùng ra khoang động cơ để xem bên dưới khoang động cơ với cái máy 2.0 nó sẽ như thế nào nha quý anh chị. Đây TSI đó, cục máy. Nếu như mà để nói so với cái xe này thì cái cục máy này nó hơi kiểu bị nhỏ một chút xíu ha, nhưng mà máy i4 2.0 mà đặt ở trên những cái xe khác thì nó sẽ vừa vặn, nhưng mà trên cái xe này thì nó quá to đi. Nhưng mà quý anh chị nhìn đây, những cái thanh nhìn nó rất là chắc, nhìn nó rất là cứng cáp, nhìn nó rất là an toàn, nhìn nó rất là đầy đặn. Đấy, những cái phần xương đã lắm. Xe thì ốc chân máy bao đẹp cho quý anh chị nè. Đấy, 210 mã lực thì chỉ có như vậy thôi. Đấy, quá đơn giản. Turbo thì nó sẽ nằm ở ngay chỗ kia. Rồi, có ốc cốp đây quý anh chị, bao đẹp cho quý anh chị ha. Ốc cabo, sorry anh chị, ốc cabo. Đấy, những cái lỗ tròn, những cái vết bấm robot chuẩn chỉ hết cho quý anh chị ha, bao đẹp ha. Xe thì có cả một cái thanh chống trợ lực một bên thôi, đúng một bên một thôi. Ai quý chị thấy bên đây đâu có đâu. Nhìn nó cảm giác nó rất là cứng cáp không? Nhìn nó rất là xịn ha. Rồi, động cơ hộp số. Máy móc thì em quan sẽ bảo đảm cho quý anh chị chất lượng là em này sao ta? Không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước và động cơ hộp số nguyên zin. Bảo hành và cam kết đầy đủ cho quý anh chị ha. Xe 21 em quan sẽ bảo hành cho quý anh chị 6 tháng 10.000 cây ha. Nếu mà để so với hiện tại hình như là vẫn còn bảo hành hãng hay sao ấy. Rồi ok quý anh chị. Rồi thì quay xíu lại, đây là Volkswagen Teramin sản xuất 2021 Odo 7 vạn và hiện tại đang được em Quang chào bán với mức giá là 1.650.000.000. Và quý chị chỉ cần mang theo cho em Quang khoảng lanh quanh 600 triệu, 700 triệu thôi có thể mang được em xe này về với gia đình của mình. Thì bằng cách nào? Em Quang hỗ trợ ngân hàng cho quý chị lên tới 70% trong 5 năm. Ưu đãi lãi suất năm đầu hiện tại là đang giảm xuống chỉ có 9%, 10% trong năm đầu. Và một lãi suất tốt hơn cho những quý chị nào mà đang sinh sống tại Sài Gòn. Tại Sài Gòn là 7.5% cho 9 tháng ha, 9 tháng đầu. Đấy, cam kết với một điều là không bị nợ xấu thôi, còn lại 3 tỉnh thành Quang sẽ lo hết cho quý anh chị nha. Rồi bây giờ mới để ý là cái đèn này tên là EWLight nha quý anh chị. Quý anh chị nào muốn nghiên cứu cái đèn này thì cứ search theo cái tên này ha. Rồi, thì thời lượng video nó hơi dài rồi, mà cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu như quý anh chị thấy video này hay cho Quang xin một like, một share, một lượt đăng ký và nhớ nhấn vào nút thông báo bên phía bên dưới để nhận được những video mới nhất từ kênh của em Quang nha. Và số điện thoại của em Quang là 0833088882, địa chỉ số em Quang là 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nha quý anh chị. Rồi em Quang xin cảm ơn quý anh chị rất nhiều. Kính chúc quý anh chị xem video vui vẻ và an lành bên gia đình của mình. Hẹn gặp lại quý anh chị video tiếp theo nha. Bye bye.